Đây, đang làm kẹo đậu đây. Đậu vàng rôm. Đường mía. Đường mình tự làm luôn nha. Đường mía nhà tự làm luôn đó. Chặt mía về tự làm ra đường. Nè mấy bạn làm nhớ nặn chanh vô nha, để không đường nó bị kết tủa lại nha. Nặn chanh ra ăn, mình làm hơn nửa ký đường á. Đó, mía này mía nhà mình tự làm cho nên nước trong này nè. Đó, chứ mà mía mua ở ngoài, đường mía mà mua ở ngoài đường tinh luyện đó, nó không có trắng, nó không trắng như đậu gang, nó trắng hơn nữa. Mình làm nó trắng cỡ vậy thôi. Đó, này là mình làm chảo chấm dính nè. Mình nêm ở trong đây là, à không phải nêm, là dùng đường nè, nước nè, nguyên một trái chanh to đó, nửa chén nước với lại ký đậu, ký đậu phộng rang nè, tách vỏ rồi đó. Lúc mà mình khuấy là mình nghe mùi chanh luôn nè. Đã không mọi người? Rồi, rồi chút nữa mình làm thành phẩm cái mình kèm thêm máy tấm hình nữa nha. Tại vì có mình làm thôi, có anh tay tay làm tay quay mà không có cái chống để mà cái chống của điện thoại á, để mà để cố định điện thoại phải cầm tay thôi.